Thưa quý vị, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì khai mạc Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam năm 2023. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh kết quả từ các diễn đàn 2021 và 2022 đã góp phần hình thành và hoàn thiện nghị quyết số 68 năm 2022 Quốc hội khóa 15 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, trong đó lấy trọng tâm xuyên suốt năm 2023 là củng cố tăng cường nền tảng kinh tế vĩ mô, nâng cao năng lực nội tại, tính tự lực, tự chủ, khả năng chống chịu và thích ứng của nền kinh tế, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô như yếu tố bất biến để ứng với vạn biến của tình hình kinh tế quốc tế và là chìa khóa quan trọng để Việt Nam phát triển kinh tế xã hội, ổn định đời sống của người dân. Để đạt được các mục tiêu của diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội mong muốn các đại biểu tập trung thảo luận và tìm đáp án cho ba vấn đề lớn, đó là dự báo tình hình, đánh giá đúng thực trạng và tìm động lực cho tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội. Căn cứ vào các đề xuất, kiến nghị và giải pháp, Ban tổ chức diễn đàn sẽ xây dựng các báo cáo tổng thuật, gửi tới Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban ngành và địa phương để phục vụ kịp thời kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 và công tác hoạch định, thực hiện chủ trương, chính sách phát triển kinh tế xã hội của đất nước.